người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao em nhìn về có chăng sao tự do em nói với anh không như ý em sẽ bay lạc nói em thích thì đến không thì em có bao giờ nghĩ rằng anh đứng đau bao năm tháng anh không hề than trách hay níu cao em dù nữa vì yêu em phú như anh đâu phải lúc sau nhìn mong muốn nhất thời của em.